Thưa quý vị và các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại giáo xứ Phương Tây, nằm trên địa bàn xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì trong những ngày này, giáo xứ đã trang trí những đèn hoa rất lộng lẫy, rất đẹp để chào đón Giáng sinh và năm mới sắp đến. Thì các bạn hãy theo chân mình để nhìn những hình ảnh đẹp trong những ngày Giáng sinh sắp đến. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo mình nhé.